Chào mọi người nha, hôm nay anh em đang đi khảo sát để bảo dưỡng sửa chữa khách sạn 5 sao nha. Sạn Forex kìa, Forex gì đấy. Đó, Bắc Ninh nhá. Đi vào trong những cái chỗ này thực sự là cũng giống như trên Đà Lạt, trên Sapa luôn. Chỗ đây đâu anh? Dốc này. Đó. Đâu đấy anh? Xe phanh tay nó không ăn lắm. Đỗ đây đâu anh, xe em phanh tay nó không được ăn lắm. À, đậu trên cái con xe kia được kìa. Lùi 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 xe mày. Nhìn cái dốc này giống như trên Đà Lạt luôn, khiếp thật. Tí quay video tí này, quay video tí để chia sẻ với Ui giời. Kinh khiếp này, này quả trượt thì thôi, xe đạp lao đây thôi khỏi bàn luôn. Xe đạp không phanh nhỉ. Ôi, hai chị gái chụp ảnh rất đẹp luôn. Quay phim chứ phải chụp ảnh đâu. Nước ngoài. Nước ngoài á? Ừ. Người nước ngoài. Ủa, người nước ngoài à? Giống người Việt nhỉ? Hơi đen hơn tí thôi. Chứng tỏ Việt Nam mình gái vẫn đẹp.